Xin chào các bạn. Tiếp tục ha, mình giải buổi cục Rubik chặng hai này. Các mặt khác bình thường hết. Bình thường. Thì chặng đây thì nó phải chặng dưới đây thì để ba viên cũng được, hai viên cũng được, tại đây cũng chặng cứ ngắt rồi. Giải thì cũng giống như full full cúp, full Bangladesh rồi đó, nhưng mà sẵn giải luôn để các bạn có hình dung được vấn đề. Rubik này áp dụng cũng rất là nhiều các bạn. Có những cái loại nối đôi rồi nó nối vô đây, hoặc là nó chặn nguyên miếng bên đây, hoặc là giống như là Star tên Bermuda vậy đó, chặn nguyên một mảng bự vậy đó. Rất là khó chịu. Đây, giải cũng bình thường thôi, cái gì, nói chung là cũng đơn giản. Con số viên nó cũng không có chạy được, nó cũng bằng bằng vậy đó. Rồi. Rồi. Mặt vàng bình thường. Rồi. Bình thường mặt vàng lựa chỗ nào làm được mình cứ làm. Vàng lên đây. Đẩy qua đây. Này là vàng vàng xanh. Vàng xanh nè, vàng nằm dưới chứ đó. Này vàng đỏ nè, mình nói vô trước không, nói vô đây trước. Bây giờ vàng xanh lá bên này đó. Vàng xanh dương xuống đây, nó hơi ngược chiều chút xíu không. Nó ngược nè, cái này đổi ngược chiều hơi khó các bạn. Rồi kiếm đường đi thôi chứ không có gì. Cái này cục này mình cầm lên mình giải luôn đó, lâu lắm không có giải nữa. Vàng cam đưa xuống rồi viên góc, rồi này viên cạnh rồi, rồi tới góc này vàng xanh cam đưa xuống, vàng xanh này không đẩy lên đẩy qua đưa xuống hai viên này, thì cũng giống y như cái cục Rubik full cúp đó, thì nó làm xuống nó hơi khó khăn chút xíu, mình làm có được có một bên nè. Làm bên này là nó dướng ngắt hết trơn, phải suy nghĩ cách làm công thức làm sao làm cho nó tiện nè. Không rồi bây giờ viên cam xanh để mình chậm chậm chút xíu đi đó. Cam xanh bên này nó là bên trái không, nó là bên trái sáng là mình làm full cúp, mình làm bên mình làm một số cục băng ra đét mình làm bên phải, bây giờ mình làm bên trái. Rồi viên này nó xuống đây, quay bên đây ép không được đó. Bây giờ thấy không, L phẩy U L U L phẩy U L U phẩy L phẩy U phẩy L xuống không. Bên đây cũng vậy, bên đây thì mình làm bên này mình bị dướng một bên thì mình làm cái công thức nạp xuống. Cái này bên Ray gì xài rất là nhiều, những công thức này nhiều khi bạn không biết cái làm Ray gì đó là kẹt. Rồi chữ thập y như những cục trước ông đã nói rồi, rất là đơn giản à, để in chữ thập này không, lập chữ thập R R U R phẩy U R U U R R phẩy này, lập đây R R U R phẩy U R U U đỡ phải. Ok, lật lên. Cái viên lật lên cái này. Đúng không? Xong. Giờ mình lật mấy cái viên này. Y vậy. Cái lật lên. Bây giờ chưa có viên nào lật lại đây. Viên lật đây góc này ha. Mình cũng chỉ rồi đấy. Trong một số cục trước. R. U. Đỡ phải. U. R. U. U. Đỡ phải. Rồi, lật lên cái này. Ok, xong.
Cắt viên này ok hết, tại vì cái này nó không có đổi chiều được các bạn, nó không có đổi chiều được. Rồi, đổi cắt viên này thì bây giờ mình kiếm cái chỗ nào á mình xây được công thức R cái mặt R với U, thì mình để cái mặt đúng hay sao, ở đây chưa có viên nào đúng hết, viên cạnh chưa có viên nào đúng hết này, thì cứ để một viên phía sau. R U hai R U R U R U phẩy R phẩy U phẩy R hai này, cái này vô nè, để ra phía sau. R U phẩy R U R U R U phẩy R phẩy U phẩy R hai này xong. Một cục rubik ra đơn giản không có gì, nếu bạn chặn luôn cái này luôn thì cục rubik nó không có gì giải, bởi nó chạy lên chạy xuống hai mặt làm sao giải, nó chạy vòng vòng mình giờ kia mình nắm mình chạy mình kéo vòng vòng hồi nó vô, nó không có ramble được cái gì trên đó. Đó thành ra chặn tới đây thôi, chặn đây hồi này, sáng mình chặn hai cái thanh này không, chặn những miếng này thì chặn miếng bự này thì chặn miếng nhỏ này thì chặn hai bên, hai bên thì thanh này song song với thanh bên đây, còn nếu thanh này nó nằm đứng vuông góc với thanh bên đây thì mình lật xuống mình xây thôi, chơi như cu bôi ha. Ok, cục rubik nói chung là cũng không có công thức gì mới, áp dụng bên các cục khác dễ làm, nhưng mà các bạn mà nếu mà không tham gia cái này á, không làm cục này á, các bạn gặp nó các bạn làm không nổi, nên rất là khó, nhưng công thức mới mà, và đồng thời những cái cục rubik nó lai cái dòng này ra các bạn cũng làm không nổi luôn, bởi cũng rất là khó, rất là lung sơ bù. Rồi cảm ơn, clip ngắn giải từ từ, có được nhiều hay nhiều giải cấp độ sau này mình sẽ giải khó rồi từ 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 không? Những cục rất là khó. Rồi cảm ơn các bạn đã xem, cảm ơn rất nhiều, bye bye.